mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 13, con nhà giàu. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cúi đầu, lại thiếu chút nữa thì hôn chúng môi nàng. Hơi thở phun lên mặt nàng, Hứa Tiên bối rối quay đầu, tim đã sắp nhảy tới tận cổ họng rồi. Sao thế? Giọng Bạch Tố Trinh như một dòng suối trong, cúi đầu hỏi ở bên tai Hứa Tiên không có, không có gì. Hứa Tiên bối rối liên tục khoát tay, nhưng quên mất là đang bay giữa không trung. Vừa bỏ tay khỏi của Bạch Tố Trinh, cả người liền mất thăng bằng, kinh hoàng không thôi. Bạch Tố Trinh vươn một tay khác ra, kéo nàng vào trong ngực. Giờ phút này, Hứa Tiên chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng. Trạch nữ như nàng, cho tới bây giờ luôn một đường từ cơ quan rồi lại về nhà, mặc dù xem tiểu thuyết TV khiến đôi lúc lời nói của nàng rất sắc bén nhưng trên thực tế nàng lại chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chứ đừng nói là được nam nhân khác chính tay kéo ôm vào lòng. Ở trong ngực Bạch Tố Trinh, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, hứa tiên vươn tay nắm vạt áo trước ngực Bạch Tố Trinh không buông, cả đầu vùi vào trong ngực hắn, rụt cổ lại. Bị ngạn, tâm xuân này mầm mặt cười. Bạch Tố Trinh thấy động tác của hứa tiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy cứ bay như vậy cũng không tồi. Mà nữ ở phía trước khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thấy một màn này trong mắt hiện vẻ hâm mộ tột cùng bay một hồi đến một nơi hàn khí rất nặng thì dừng lại cô nương công tử chính là chỗ này trong mắt ma nữ có sát khí oán hận nhìn mấy cây cuối cùng tảng đá sắp xếp kỳ quái phía trước bạch tố trinh cũng đứng lại trên mặt đất đặt hứa tiên xuống song tay vẫn đặt bên hông nàng không bỏ ra hứa tiên mở to mắt nhìn cảnh tượng mông lung trước mặt chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cây xanh cùng mấy tảng đá to đây chính là trận pháp ngươi nói sao?" Hứa Tiên nghi ngờ hỏi. Phải ma nữ đè nén phẫn nộ trong lòng trầm giọng đáp. "Chỉ là trận Cửu Tinh Liên Trảm mà thôi." Bạch Tố Trinh nhìn rõ trận pháp, nhàn nhạt nói một câu như vậy. Nghe câu này, Ma nữ mừng rỡ, biết nam tử áo trắng trước mặt có thể dễ dàng phá giải trận pháp này rồi. Hứa Tiên nghe vậy cũng yên lòng, xem ra trận pháp này với tiểu Bạch không tính là lợi hại, có thể thuận lợi giải quyết nhưng Bạch Tố Trinh cũng không có lập tức xuất thủ, mà đợi Tiểu Thanh trở về. Trong lúc chờ đợi, hứa tiên chán muốn chết, vất tay vỗ mấy con mũi sau đó thuận tiện cùng ma nữ trò chuyện. Điều kiện tiên quyết là nắm chặt lấy vạt áo Tiểu Bạch, sau đó là cùng ma nữ duy trì một khoảng cách nhất định. Người cũng thật là ngốc, không hiểu rõ người ta, vậy mà sao lại dám chưa kết hôn đã có con A. Hứa tiên dạy dỗ ma nữ. Ma nữ sắc mặt ảm đảm, cúi đầu nói là ta quá ngu, là ta quá mức tin tưởng hắn, mới dẫn đến cục diện như thế này. Người lại càng bất hiếu, chết oan cũng thôi đi, đằng này còn để cha mẹ chịu ủy khuất lớn như vậy. Hiện tại miệng lưỡi thế nhân vô cùng đáng sợ, lời đồn đại có thể giết người không thấy máu đó. Hứa tiên vẫn tiếp tục lại nhảy dạy dỗ, nàng là một hài tử vô cùng hiếu thuận, cho nên mặc dù cảnh ngộ ma nữ rất bi thảm, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn dạy dỗ nàng ta. Thảm kịch như vậy, bản thân ma nữ cũng có một phần trách nhiệm phải ta sai rồi ma nữ rất hối hận ta chết là xong nhưng ta lại không còn cách nào hiếu thuận với cha mẹ nữa hứa tiên than thở trầm mặc ma nữ cũng trầm mặc theo lại qua một lúc lâu ma nữ cẩn thận hạ thấp giọng hỏi cô nương ngươi và nam tử bên cạnh là quan hệ như thế nào ta thấy các người rất thân mật giống như người yêu thân thiết làm cho nàng vô cùng giật mình hơn nữa rõ ràng vị cô nương này đã sớm biết thân phận của đối phương. Là người yêu của ta, hứa tiên cười đến vô lại, thấy ma nữ có chút nghi ngờ cùng giật mình, liền bổ sung là nương tử của ta. Sắc mặt bạch tố trinh lạnh lẽo, liếc mắt nhìn hứa tiên, hứa tiên chợt cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Thầm nghĩ làm sao mình lại quên mất đùa dẫn Mỹ Nam luôn đi kèm theo nguy hiểm cơ chứ. Cho nên vội vàng đổi lời nói, thật ra thì, là phu quân của ta, ha 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 ha. Mà nữ nghe xong lời này càng giật mình, phu quân. Hai người, hai người, mặc dù nhìn ra quan hệ của hai người rất thân mật, nhưng không nghĩ tới hai người lại là phu thê. Người cùng yêu kết thành phu thê thật là không thể tin được, hơn nữa giữa hai người thoạt nhìn lại hòa thuận thân mật như vậy. Hâm mộ sao, ghen tị sao, hứa tiên kích thích ma nữ, nhộn nhạo cười hắc hắc, tiểu bạch nhà ta là một nam nhân tâm địa tốt, Tuyệt đối sẽ không giống như cái nam nhân ghê tởm phụ lòng ngươi đâu. Ngươi xem tiểu Bạch nhà ta, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, muốn có năng lực có năng lực. Không cần ghen tị với ta nha, chờ giúp ngươi thu thập tên nam nhân phụ bạc kia rồi, sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Hứa Tiên tiếp tục đùa giỡn Bạch Tố Trinh, nhưng mặt Bạch Tố Trinh vẫn không chút thay đổi đứng bên cạnh không nói lời nào. Hứa Tiên thầm than, đúng là bộ mặt băng sơn a. Mỹ Nam băng sơn mặt liệt mà, lại tự khẳng định lần nữa. Vẻ mặt ma nữ không biết là nên khóc hay nên cười. Nam tử áo trắng kia có dung nhan Mỹ lệ vô song, về ngoài thoạt nhìn trong phiêu giật suốt trần, giống như là thần tiên hạ phàm. Mà cô nương gầy yếu này, khủ khủ, tại sao lại cảm thấy hai người ở cùng nhau có một loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời đây. Bạch Tố Trinh nghe những lời này của hứa tiên, trong lòng ngoài buồn cười, còn có mơ hồ vui sướng chẳng qua là không thể hiện trên mặt, khiến cho hứa tiên vẫn cứ nghĩ là mặt hắn bị liệt. Rốt cục, tiểu thanh cũng trở lại, chứng thực những điều ma nữ nói đều là thật. Sau đó bạch tố trinh nhẹ nhàng phất tay, trước mắt vang lên một tiếng nổ mạnh bùm bùm, kèm theo ánh sáng xanh quỷ dị, vài cọng cây nhỏ cùng tảng đá nổ tung. Cảm ơn, cảm ơn ân nhân, mà nữ kích động không thôi, liên tục hướng hắn nói cảm ơn. Sáng sớm ngày mai tiểu thanh sẽ giúp ngươi giải oan, còn chúng ta sẽ đi qua chân kia. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói. Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Mà nữ mừng rỡ không dứt, định quỳ xuống dập đầu. Thì bị một cỗ lực đảo vô hình đỡ lên. Không nên cảm ơn ta, cảm ơn nàng ấy. Bạch Tố Trinh nhìn hứa tiên còn níu vạt áo mình không buông. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương, đại ân đại đức của cô nương. Mà nữ hướng hứa tiên không ngừng cảm ơn. Được rồi, không cần cảm ơn nữa. Sáng mai Tiểu Thanh sẽ đi nói cho cha mẹ ngươi biết vị trí hài cốt rồi giúp ngươi giải oan. Ngươi đầu thai đừng u mê như vậy nữa. Hứa tiên khoát tay, vẫn không quên giáo huấn nàng. Vâng vâng, mà nữ liên tục đáp ứng không ngừng, trong lòng vô cùng vui sướng. Chuyện cứ như vậy kết thúc. Sáng sớm hôm sau, vào buổi trưa đến chấn nhỏ phía trước ăn cơm. Trong quán ăn vô cùng náo nhiệt, hứa tiên vỉnh tai nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, quả nhiên là chuyện về ma nữ kia đang sôi sùng sục thi thể ma nữ đã tìm được khám nghiệm tử thi cũng nghiệm ra là bị bóp cổ chết mà trong bụng còn có hải cốt thai nhi đã thành hình có tiểu thanh trợ giúp chân tướng vụ việc liền rõ ràng tên bộ khoái bạc tình kia chưa kể đến hôn nhân cùng tiền đồ đều bị hủy hết mà ngay cả mảng cũng không giữ được gây ra tội lớn như thế dĩ nhiên là bị tử hình cha mẹ ma nữ cũng nước mắt tuôn đầy mặt nhiều lần không kiềm chế được thậm chí trên công đường còn muốn liều mạng cùng tên nam nhân kia chuyện cuối cùng cũng được giải quyết hứa tiên thở phào nhẹ nhõm kế tiếp dọc đường đi cũng rất thuận lợi không gặp phải chuyện gì nữa đến cô tô hai vị bộ khoái giao người rồi cáo biệt hứa tiên trong tay hứa tiên nắm thư giới thiệu của vương viên ngoại suy tư trong phim hình như hứa tiên đi tiệm thuốc kia chọc phải hoa đào nữ nhi của đại phu tiệm thuốc đó dường như rất coi trọng hắn Hiện tại dù mình là thân nữ nhi, nhưng xem chừng vẫn không nên đi chọc vũng bùn này thì hơn. Tiếp đó hình như là Bạch Tố Trinh giúp hắn mở tiệm thuốc, gọi là Bảo An Đường thì phải. Kế sau là con cóc tinh xuất hiện, hạ độc trong giếng, dùng nước thánh gì gì đó, nhưng lại bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lấy bột mì cháo đổi. Rồi sau nữa là Bảo An Đường bán nước thánh, buôn bán lời và có danh tiếng, bắt đầu làm ăn khá lên. Cũng dây dưa tới hội Tam Hoàng Tổ sư. Chậc chậc dối hết cả lên hứa tiên sơ lược qua toàn bộ trong lòng nghĩ tuyệt đối không nên chọc tới những thứ phiền toái này vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem kế tiếp mình nên làm cái gì đang nghĩ gì thế bỗng nhiên giọng nói của bạch tố trinh đột ngột vang lên bên tai hứa tiên đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo hứa tiên bật thốt lên ta không muốn dùng thư giới thiệu này của vương viên ngoại à sao thế trước kia không phải ngươi nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát sao. Tiểu thanh nghi ngờ hỏi. Ngươi không hiểu đâu, hứa tiên khoát tay. Hừ, đối mặt với thái độ qua quyết của hứa tiên, tiểu thanh hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Không cần bận tâm về chỗ ở, bạch tố trinh thản nhiên nói. Hắc hắc, tốt quá rồi, thế thì trước hết ta sẽ làm một tiểu bạch kiềm vậy. Có tiền không, chúng ta đi chùa Hàn Sơn một chút, ta đã sớm muốn tới đó rồi hứa tiên mặt mày hớn hở, lúc này mới nhớ ra tiểu bạch chính là một cái ô dù khủng bố a. À. Hứa tiên vẫn luôn muốn tới chùa Hàn Sơn, nghe bài phong kiều giả bạc, ai ai cũng thích kia, nàng từ lâu đã muốn đi mở mang xem một chút rồi. Nhưng mà bây giờ trên người không còn bao nhiêu tiền, vì vậy quyết định yên tâm thoải mái làm tiểu bạch kiềm một thời gian vậy. TNN, tỷ tính ăn cơm mềm của, vợ, đây mà bằng, vô sỉ a à, vô sỉ. Không có tiền, tiểu thanh thờ hồn hền hét lên. Vậy đi, vay, một chút đi. Hứa tiên vẻ mặt đương nhiên nói, nhớ kỹ phải vay của mấy kẻ nhà giàu thất đức ý, hơn nữa không được có ấn ký nha. Cái này gọi là thay trời hành đạo đó. TNN, tỷ đang dạy hư trẻ em đó sao gào thét sao. Chấm, tiểu thanh á khẩu. Không cần, bạch tố trinh móc ra một túi tiền to, đưa cho hứa tiên. Hứa tiên không chút khách khí nhận lấy, vừa mở ra nhìn, bên trong có mấy tờ ngân phiếu mệnh giá lớn, hai thỏi 50 lượng bạc cùng một chút bạc vụn. Ánh mắt hứa tiên lập tức sáng lên, lòe lòe rực rỡ nhìn Bạch Tố Trinh, từ đâu có vậy? Bán chân châu, Bạch Tố Trinh tùy ý trả lời. Chân châu ở đâu? Hứa tiên tiếp tục truy vấn, khóe miệng chỉ còn kém chảy nước miếng xuống thôi. Chân châu lớn lắm mới có thể bán được nhiều tiền như vậy nha. Lần trước viên tiểu chính thái cho có thể bán được 500 lượng, vậy mà ngân phiếu trong túi này còn nhiều hơn 500 lượng nữa lấy trong thái hồ, giọng điệu Bạch Tố Trinh vẫn nhàn nhạt, nhạt, là của một con trai tinh 300 năm. Ngụ ý chính là, người cũng đừng mơ tự mình đi lấy. Hứa tiên thất vọng kêu á, lên một tiếng, xong vừa vút túi tiền to thì tinh thần liền sung mãn trở lại. Qua nha ha ha, phát tài rồi, đi thôi, ra mời. Đi ăn cơm trước, hứa tiên đắc ý vinh váo đem túi tiền cất đi, làm bộ nhà giàu mới nổi, tiểu thanh, tiểu lâu tốt nhất của thành này nằm ở đâu đi một chút, hôm nay ra bao hết. Tiểu nhân đắc chí, tiểu thanh không cam lòng nói thầm một câu, còn không phải là tiền đại ca bán chân châu cho ngươi sao. Đẳng cấp của tiểu bạch so với ngươi cao hơn nhiều lắm. Chỉ có tên ngu ngốc như ngươi mới có thể đi trộm quan ngân có ấn ký thôi. Sau này học hỏi tiểu bạch nhiều một chút đi, hứa tiên liếc mắt nhìn nhìn tiểu thanh, hừ hừ giáo huấn. Chuyện trộm quan ngân, đúng là do tiểu thanh tự mình gây nên. Trộm xong mới nói cho bạch tố trinh, hai người cũng không để ý đến phía dưới bạc có ấn ký. Lúc ấy đều đang định lấy bạc làm quà mừng, cho nên Bạch Tố Trinh cũng không có tra xét kỹ quan ngân Tiểu Thanh trộm. Tiểu Thanh hoàn toàn câm nín, đột nhiên nổi lên xúc động muốn đập bẹp dí tên hứa tiên này. Còn trong mắt Bạch Tố Trinh thì hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vẻ sùng nịch. Một lát sau, hứa tiên mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi tới tiểu lâu lớn nhất trong thành, trực tiếp mướn một gian phòng, sau đó gọi một bàn đầy thức ăn. Nhìn một bàn lớn đầy mỹ vị, mặt mày hứa tiên vô cùng rạng rỡ còn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thì ăn rất ít. Sau khi ăn xong, hứa tiên không chút hình tượng vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình nói, ăn no quá nha, ăn no quá. Ăn xong, thanh toán, hứa tiên nghênh ngang đi, đúng là trong túi nhiều tiền thì đến hít thở cũng sướng mà. hít mắt đi ra cửa, lại thiếu chút nữa đụng vào người đang tiến vào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hứa tiên vừa ăn no, tâm tình rất tốt, mở miệng nói xin lỗi trước. To gan, nhưng lại đổi lấy một tiếng quát trói tai. Hả, hứa tiên lúc này mắt mới nhìn người mình thiếu chút nữa đâm vào. Người trước mắt là một nam tử trẻ tuổi quần áo hoa mỹ, tướng mạo tuấn tú, đáng tiếc ấn đường lộ ra một cỗ khí tức âm hiểm tàn bạo làm hỏng cảm giác này. Đi theo phía sau hắn có bốn người, thoạt nhìn có võ công, bên hông đeo bảo kiếm. Hiển nhiên đều là người biết võ, tiềm quát lớn hứa tiên chính là từ một người trong đó. Hứa Tiên híp mắt đánh giá nam tử hoa phục trước mặt, còn đối phương cũng đang đánh giá nàng. Xem ra là con nhà giàu phách lối rồi. Hứa Tiên nhận xét, không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không, mà nàng lại cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút cổ quái. Chương 14, sau này sẽ không gặp lại. Hứa Tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn người trước mặt, lười để ý tới, định lướt qua bọn họ rời đi đứng lại, đụng vào thiếu gia nhà ta còn muốn đi sao? Nam tử mới vừa rồi lớn tim quát hứa tiên định rút kiếm ra. Không đợi hứa tiên có phản ứng, công tử áo hoa kia đã giơ tay lên ngăn lại, không sao, vị công tử này cũng không cố ý. Lui xuống đi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt, xong vẻ mặt nam tử định rút kiếm kia lập tức cung kính thu hồi động tác, an tĩnh đứng ở phía sau. Hứa tiên làm như không thấy, nhấc chân muốn rời đi. Oai cái gì mà oai, mang mấy tên gia đình biết võ công thì oai lắm à. Vị công tử này xin dừng bước, công tử áo hoa kia mở miệng. Có việc, hứa tiên khó chịu hỏi. Đối với loại con nhà giàu như vậy nàng thật không có hứng thú để ý tới. Thủ hạ của ta đụng phải công tử đây, ta thay hắn xin lỗi. Để biểu đạt thành ý, không bằng ta làm chủ, mời vào cùng uống một chén đi. Công tử áo hoa khóe miệng khẽ nhích, giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo, tuy nói muốn mời, nhưng trong giọng nói lại có ý không cho phép cự tuyệt. Thái độ như vậy hiển nhiên là thói quen của kẻ có địa vị cao. Hứa tiên cao mày, đây là có ý gì? Muốn làm gì? Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc sang bạch tố trinh bên cạnh mình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Dáng vẻ hiện tại của tiểu bạch cùng tiểu thanh đều là mỹ nữ đấy. Tên nhà giàu này trăm phần trăm là muốn đánh chủ ý lên họ rồi. Con mẹ nó, lại muốn thọc gậy bánh xe, đào góc tường nhà mình sao? Hứa tiên nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng liền bốc lên hừng hực, xem như đã rõ bộ mặt của ngươi rồi. Hứa tiên trực tiếp nhìn thẳng về phía công tử áo hoa kia, châm chọc nói, ngươi không thấy được chúng ta vừa mới ăn uống no say rồi mới đi ra sao. Công tử áo hoa ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng bị ai cự tuyệt thẳng như vậy. Bên này hứa tiên bĩu môi, hư một tiếng, đưa tay kéo tay bạch tố trinh, cố ý nâng cao giọng nói, nương tử, chúng ta đi. Dứt lời, hứa tiên mang theo bạch tố trinh cùng tiểu thanh vinh váo tự đắc lướt qua công tử áo hoa kia đi ra cửa. Công tử áo hoa đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng hứa tiên, mắt đen sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Thiếu gia có muốn dạy dỗ tên điêu dân vô lễ này một chút không? Nam tử vừa nãy định rút kiếm cẩn thận hỏi. Cầm miệng, công tử áo hoa quát lạnh một tiếng. Lần này hắn đến đây là có chuyện quan trọng phải làm, nên mới che giấu thân phận. Nếu như náo loạn, thân phận bại lộ thì phiền toái rồi bị khiển trách nam tử vội vàng lui ra thuộc hạ biết tội hư phế vật công tử áo hoa khinh thường hư một tiếng nhưng ánh mắt vẫn còn dừng lại ở bóng lưng hứa tiên bỗng nhiên thấp giọng nói đi điều tra lai lịch của người này cho ta nam tử cường tráng sửng sốt chợt hiểu được cái gì gật đầu nói giả thuộc hạ lập tức đi làm công tử áo hoa gật đầu nhấc chân vào tiểu lâu Nam tử cường tráng vội vàng xoay người rời đi. Lúc này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh đang đi dạo phố, nhìn những thứ muôn màu rực rỡ trong các cửa hàng san sát nhau, Hứa Tiên nổi lên hứng mua đồ. Kể từ sau khi xuyên qua đến thế giới này cuộc sống vẫn rất túng quẫn, trước kia Hứa Tiên làm trung y, tiền lương cũng không tệ lắm. Cho nên nàng rất thích mua đồ qua internet hoặc đi dạo phố. Đi vào một gian bán ngọc, "Hắc, nương tử, cái vòng tay kia không tệ." vi phu mua tặng nàng nha. Hứa tiên nhìn một chiếc vòng tay màu xanh lục nháy mắt ra hiệu nhìn Bạch Tố Trinh hỏi. Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn hứa tiên. Nhưng hứa tiên làm bộ như không thấy, không để ý tới ánh mắt lạnh như băng kia của hắn. Đi tới một bên chọn ngọc bội. Thật là phiền phức, ở bên cạnh tiểu thanh không nhịn được nói thầm. Còn Bạch Tố Trinh dứt khoát ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thanh thấy thế cũng đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình hứa tiên chọn đồ. Ông chủ, khối ngọc bội này bán thế nào? Hứa tiên chỉ vào một khối ngọc bội tinh xảo trắng như tuyết hỏi. Ánh mắt khách quan thật là tốt, khối ngọc bội này nha. Sắc mặt ông chủ vui mừng, đang định bắt đầu thao thao bất tuyệt nói khoác. Người không phải là định nói ngọc này đông ấm hè mát, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm, người mang có thể cầu phúc tránh họa, là ngọc cực kỳ chân quý. Chứ, hứa tiên cắt đứt lời nói của ông chủ, thao thao bất tuyệt nói với hắn. Sắc mặt ông chủ hơi cứng lại, ngượng ngùng nói, nếu khách quan cũng biết rồi, ta đây sẽ không nhiều lời nữa. Cái này bao nhiêu tiền đây? Hứa tiên lại cầm một khối ngọc bội màu xanh lục hỏi. Ông chủ không còn nhiệt tình như trước nữa, vẻ mặt hơi đưa đám, biết hôm nay gặp phải, cao nhân, rồi, sẽ không dễ dàng làm thịt như vậy. Rẻ thôi, hai khối ngọc bội của ngài giá 300 lượng. Ông chủ định dẫy ruộng lần cuối. 80 lượng, hứa tiên vươn ngón cái cùng ngón trỏ ra khoa tay múa chân. Sao người không trực tiếp cướp luôn đi? Ông chủ nghe con số như vậy cực kỳ tức giận. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng là nếu cướp sẽ bị nha môn bắt đi à? Hứa tiên vẻ mặt đứng đắn trả lời khiến cho ông chủ thiếu chút nữa hộp máu. 200 lượng, ông chủ nghiến răng nghiến lợi nói. 100 lượng, hứa tiên vẻ mặt chấn định, không thèm để ý tới ông chủ sắp phát điên kia. Chấm 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 ngoặc kép ông chủ rốt cuộc cũng thỏa hiệp giả bộ run tay đem hai khối ngọc bội đưa cho hứa tiên vụ mua bán này tuy không có lỗ vốn nhưng cũng không lời a à. đối phương hiển nhiên là hiểu biết về ngọc nhưng nếu đối phương ồn ào rồi rêu rao hắn bán không đúng giá thì không tốt vẫn nên nhanh đuổi đi thì hơn đi thôi hứa tiên cầm lấy hai khối ngọc bội dung đùi đắc ý tiêu sái đi đến trước mặt hai người bạch tố trinh nói ra khỏi cửa hàng bán ngọc hứa tiên cầm hộp trong tay đưa cho bạch tố trinh cùng tiểu thanh hắc hắc, mượn hoa kính Phật. Mặc dù tiền không phải là của ta, nhưng mà ngọc bội là do ta chọn đó nha. Tiểu thanh vốn đang khó chịu hứa tiên trả giá lâu như vậy, giờ lại đờ đẫn nhận lấy cái hộp, một lúc lâu sau mới có phản ứng đưa cho chúng ta. Đúng a, à, rất thích hợp với hai người các người đấy, mỗi người cầm một miếng đi. Hứa tiên gật đầu, sau đó bỗng nhiên liếc về phía sạp đồ thú vị đằng trước, nhanh chóng chạy tới bỏ lại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người đứng tại chỗ, nhìn cái hộp trong tay trầm mặc. Xế chiều sau khi đi dạo phố xong, một nhóm ba người hứa tiên đứng ở bến đò, chuẩn bị đến chùa Hàn Sơn. Lúc này hứa tiên đang không chút hình tượng nào ngồi ăn đồ ăn va, đợi thuyền về. Công tử, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hứa tiên đang ăn vui vẻ, bỗng một giọng nói hình như đã từng nghe qua vang lên ở phía sau. Khụ khụ, hứa tiên ho một tiếng, thức ăn nghẹn ở cổ họng, khó chịu ho khan. Tức giận xoay người, lại thấy chính là công tử áo hoa lúc trước đụng phải ở tiểu lâu. "Thật xin lỗi." Công tử áo hoa thấy Hứa Tiên Ho tới đỏ cả mặt, mở miệng nói xin lỗi. Nhưng trong giọng điệu một chút thành ý xin lỗi cũng không có. Hơn nữa nhìn Hứa Tiên Ho đến khó chịu, trong mắt lại hiện lên một tia sáng, thoáng qua rồi biến mất. Hứa Tiên Ho xong, liếc mắt nhìn nhìn công tử áo hoa trước mặt, trong làm thầm nhủ là trùng hợp thật hay giả đây. Nếu như nói hắn tới vì tiểu bạch cùng tiểu thanh, vậy thì thật đúng là sắp đảm mút trời rồi. Nhưng mà cũng có thể lý giải, con nhà giàu mà, trông thấy mỹ nữ nhà người ta rồi giả bộ vô tình gặp được gì gì đó là chuyện bình thường. Chỉ là, tên này không có nghe lúc trước mình ở tiểu lâu gọi tiểu bạch là nương tử sao. Hứa tiên cao mày nhìn công tử áo hoa kia, trong lòng càng nghĩ càng dối, tên nhà giàu này, không phải là không muốn buông tha đấy chứ. Công tử áo hoa thấy sắc mặt hứa tiên đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không có mở miệng, đành lên tiếng công tử cũng muốn đi chùa Hàn Sơn sao. Phải thì sao, không phải thì sao, thái độ hứa tiên đối với người trước mặt rất là thù địch, đã đem đối phương thành sắc lang tới đảo góc tường nhà mình rồi. Gia đình đi theo phía sau công tử áo hoa lại muốn nổi giận, nhưng nam tử áo hoa khẽ giơ tay, ngăn động tác của hắn. Ngược lại mình cười nhìn hứa tiên nói, gặp nhau chính là duyên phận, nếu như công tử không che, có thể cùng nhau tới đó không, dọc đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Duyên phận, lại là duyên phận, duyên phận cái ông nội ngươi á, hứa tiên ở trong lòng phẫn nộ gào thét, được lắm, từ duyên phận cái đầu ngươi trực tiếp lên thẳng tới ông nội ngươi rồi. Từ đó có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng hứa tiên giờ phút này. Hơn nữa cứ khi nào có người nói với mình những lời này, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Xui a à, xui a, à. tốt hơn hết là cách người này xa ra một chút, ở trong lòng hứa tiên âm thầm quyết định. TNN, anh Bạch đã để lại bóng ma tâm lý quá sâu với tiên tỷ sao đáng thương a. À. Sao ha ha ha. Đúng lúc đó, thuyền cập bến. Lên thuyền thôi, nương tử, tiểu thanh. Hứa tiên không để tới công tử áo hoa nữa, mà quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh và tiểu thanh thấp giọng nói. Nhìn bóng lưng hứa tiên, sắc mặt công tử áo hoa khẽ biến, hơi trầm xuống trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén. Sau đó cũng mang người đi theo. Khóe mắt Bạch Tố Trinh thấy được vẻ mặt của người nọ, chân mày hắn trao lại. Ánh mắt người này nhìn hứa tiên, khiến cho người ta rất không thoải mái. Cứ như đang nhìn con mồi vậy. Lên thuyền, sau khi thuyền bắt đầu rời bến, công tử áo hoa kia cùng gia đình của hắn đi vào trong khoang. Hứa tiên đứng ở bên ngoài, hóng gió, nhìn cảnh sắc chung quanh như vẽ, trong lòng cảm thán không thôi chùa hàn sơn hương khói nghi ngút đêm nay ba người hứa tiên ngủ lại trong sương phòng chùa hàn sơn chùa hàn sơn cung cấp món ăn chay đơn giản cùng phòng ở sạch sẽ sáng sớm hôm sau hứa tiên dậy sớm đi tham quan chùa thỏa mãn tâm nguyện của mình hứa tiên kế tiếp định đi đâu ở cửa chùa tiểu thanh mở miệng hỏi mệt rồi trước về nghỉ ngơi đã dù sao sắp tới cũng làm tiểu bạch kiềm một thời gian ngắn hứa tiên trả lời dứt khoát tiểu thanh trợn trắng mắt, câm nín. Lúc ba người đang đứng ở cửa chùa, công tử áo hoa kia lại xuất hiện. Sau khi thấy hứa tiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, chắp tay nói, công tử, sau này còn gặp lại. Sau này sẽ không gặp lại, hứa tiên cũng cười hì hì chắp tay nói. Tại hạ là lương liên, có duyên thì ắt sẽ còn gặp lại. Công tử áo hoa nghe hứa tiên trả lời như vậy, cũng không giận ngược lại còn cười, nho nhã lễ độ lên tiếng nói ra một câu như vậy dứt lời liền mang theo hạ nhân rời đi để lại hứa tiên hóa đá ngay tại chỗ lương liên lương liên hứa tiên run run cái tên lương liên này chẳng lẽ là tên lương liên trong lương vương phủ kia cái tên con nhà đại phú đại quý sau này bị tiểu thanh giết chết hơn nữa còn là tên tàn bạo xuyên cốt khóa người sao hứa tiên lương liên sao thoát ý là dùng xích xuyên qua người sao thế bạch tố trinh chú ý tới sắc mặt hứa tiên có chút không đúng Mở miệng thấp giọng hỏi Không, không có gì Hứa tiên nặn ra một nụ cười Trong lòng tự thôi miên mình Sợ gì chứ Hiện tại không kết thù hoán gì với lương vương phủ Mình lại không đi gia nhập cái hội tam hoàng tổ sư gì kia Càng sẽ không bảo tiểu thanh đi trộm bảo vật Đúng vậy, sẽ không Sau này cũng không giao hảo gì với lương vương phủ Gặp phải lương liên chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi Sau này sẽ không gặp lại Sau này sẽ không gặp lại nữa Nói như vậy, người này chính là Lương Liên sao? Khó trách tự cao tự đại như vậy, ánh mắt tà khí như vậy. Không cần sợ người kia, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới ngươi. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói vậy khiến Hứa Tiên ngây ngẩn cả người. Bạch Tố Trinh cảm thấy từ khi người kia rời đi, tinh thần Hứa Tiên cứ mãi thấp thỏm không yên, mới theo bản năng mở miệng nói một câu như vậy. Oa, tiểu Bạch, cũng chỉ ngươi là đối với ta là tốt nhất thôi. Thật may lúc đầu khi người đòi lấy thân báo đáp ta không có cự tuyệt. Hai mắt Hứa Tiên sáng lên, bộ dạng nịnh nọt như con chó nhỏ sắp tới gần Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh bất động thanh sắc né người qua một bên, thản nhiên nói coi như ta chưa nói gì. Tiểu Bạch Hứa Tiên ai oán kêu lên. Bạch Tố Trinh không để ý đến Hứa Tiên nữa, cùng Tiểu Thanh đi trước. Hứa Tiên đành vội vàng lon ton đi theo phía sau. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 15, hội hoa đăng. Từ chùa Hàn Sơn trở về, hứa tiên vẫn đều ở nhà làm tiểu bạch kiểm. Chỗ ở bạch tố trinh tìm được khiến nàng vô cùng hài lòng, phòng ốc rất lớn, tiền viện, ban công, đình các, cầu nhỏ ao hồ, cái gì cần có đều có, hậu viện vốn bỏ không, nhưng lại được hứa tiên khai hoang trồng một vài loại rau dưa, còn xây chuồng nuôi mấy con thỏ. Ở hiện đại, tấp đất tắc vàng, đừng nói sân, chỉ một chút ban công thôi đã tốt lắm rồi muốn trồng hoa cỏ cũng khó khăn chưa đừng nói đến trồng rau nuôi thú nhỏ chỗ bạch tố trinh tìm được bây giờ đối với hứa tiên mà nói quả thực chính là biệt thự a ai ai thỏ nướng chấm hứa tiên nhìn mấy con thỏ nhảy nhót vui đùa trong chuồng đột nhiên cười đến nham hiểm có muốn nuôi luôn thêm mấy con dê cho ngươi nữa không tiểu thanh tức giận hỏi vậy thì quá tốt rồi nói đến dê dê nướng đủ loại của ta đâu hứa tiên chợt nhớ tới lời hứa của bạch tố trinh lúc ở trong đại lao lập tức xé thanh kêu lên tiểu bạch dê nướng đủ loại của ta đâu tiểu bạch người chưa ăn ra thì còn biết làm cái gì hả tiểu thanh khinh bỉ nhìn hứa tiên ăn ngủ chơi chưa ăn ra còn có ngủ và chơi nữa nha hứa tiên ưỡn ngực cây ngay không sợ chết đứng trả lời tuyệt không cảm thấy có chút nào đáng hổ thẹn tiểu thanh đi mua dê cho nàng buổi tối nướng Bạch Tố Trinh xuất hiện ở hậu viện mở miệng nói, trên tay còn cầm một quyển sách. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở đó, nhưng lại phảng phất như khiến cảnh vật chung quanh đều phai mờ, tựa hồ toàn bộ thế gian cũng chỉ còn lại mình hắn. Giống như một bức họa hoàn mỹ, cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua, thổi vào tay áo hắn, càng khiến cả người lộ vẻ phiêu giật suốt trần. Trong nhất thời, hứa tiên nhìn có chút ngẩn ngơ. Sao vậy? Bạch Tố Trinh thấy hứa tiên ngẩn người nhàn nhạt hỏi. Không, không có gì hứa tiên ngượng ngùng cười không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng trong lòng thầm mắng mình phát hoa si gì chứ lại nhìn đến u mê vậy bây giờ để đi ra ngoài mua dê hứa tiên ngươi còn muốn ăn cái gì nữa không tiểu thanh thuận miệng hỏi sườn thịt gà thịt bò chả ngó sen khoai tây ê tiểu thanh ta còn chưa nói xong mà ngươi đi nhanh như vậy làm gì mua những thứ này về mới có cái nướng lên ăn a à? chấm Hứa tiên nhìn tiểu thanh lao nhanh ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa rất lớn. Sờ sờ lỗ mũi, không nói nữa. Quay đầu nhìn về phía bạch tố trinh, hứa tiên sắp lại gần, tiểu bạch, người đang xem sách à? Sách gì thế? Bạch tố trinh đọc sách khiến hứa tiên có chút kinh ngạc. Tiêu cũng có hứng thú với sách của người sao? Chuyện linh tinh thôi, bạch tố trinh nhàn nhạt đáp một câu, rồi liền xoay người trở về thư phòng. TNN, đọc mấy chương sau mới biết cái từ linh tinh trong miệng a nó ba chấm thế nào bằng ha hậu viện lớn như thế chỉ còn một mình nàng hứa tiên ngồi xổm xuống cầm rau đút cho thỏ ăn thỏ con ngoan một chút mau lớn mập mạp rồi chờ ta tới ăn ha hứa tiên lầm bầm lầu bầu bạch tố trinh ở thư phòng nghe được lời của hứa tiên thì cảm thấy buồn cười nếu con thỏ đó có thể nghe hiểu lời của nàng sợ là có thế nào nó cũng sẽ không chịu ăn rau nàng đút đâu cho thỏ ăn xong hứa tiên đứng lên chạy đến thư phòng nói với bạch tố trinh tiểu bạch ta ra ngoài một chuyến nha vương viên ngoại giới thiệu ta tới tiệm thuốc của sư huynh ông ấy ta không muốn đi nhưng dù sao cũng nhất định phải nói với người ta một tiếng mới được muốn ta đi cùng ngươi không bạch tố trinh để sách xuống hỏi không cần đâu ta đi một lát rồi sẽ về nhớ bảo tiểu thanh trở về thì bắt đầu nướng thịt dê luôn nha đến tối là có thể ăn hứa tiên còn nhớ mãi không quên dê nướng đủ loại của nàng Biết rồi, đi đi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt đồng ý. Hứa tiên lúc này mới ra cửa, ở trên đường suy nghĩ một chút, sách mấy phần quà mua được trong tay, đi tới tế nhân đường. Tới tế nhân đường, hứa tiên gặp trưởng quỹ ngô nhân kiệt, ngô trưởng quỹ hơi mập, nhưng rất hỏa ái dễ gần. Xem xong thư, nhiều lần hỏi xem hứa tiên có chỗ ở hay chưa, nếu như chưa thì tới tế nhân đường cũng được. Nàng uyển truyền từ chối, dâng lên mấy phần quà mình mua. Ngô trưởng quỹ đem người nhà của mình giới thiệu cho nàng, cũng năm lần bảy lượt giữ nàng lại ăn cơm. Không được đâu, ngô bá bá, trong nhà còn có hiền thê đang đợi ta về ăn cơm nữa. Hứa tiên xấu hổ cười cười. Nga, người đã thành thân rồi à? Ngô trưởng quỹ rất là kinh ngạc, nhìn tuổi hứa tiên cũng không lớn, không ngờ là đã thành thân rồi. Đúng vậy, hứa tiên mỉm cười gật đầu, ngày khác lại tới, cảm ơn ngô bá bá. Cái đứa nhỏ này, cơm còn chưa có ăn cảm ơn cái gì a à? lại còn đem nhiều quà như vậy ngô phu nhân cười đây là nên làm nên làm mà hứa tiên cũng cười nếu có cái gì cần trợ giúp phải nhớ tới tìm ta ngô trưởng quỹ lần nữa dặn dò người mới đến chưa quen cuộc sống ở đây có chuyện gì cứ tới tìm ta cảm ơn ngô bá bá hứa tiên cảm thụ được nhiệt tình của đối phương trong lòng cũng ấm áp hứa đại ca lần sau nhất định phải tới ăn cơm nha. Bên cạnh Ngô Ngọc Liên nũng nịu mở miệng, nàng đối với hứa tiên ấn tượng thực không tồi, xuất thủ hào phóng, ôn văn hữu lễ, người cũng vô cùng tuấn tú. Đáng tiếc đối phương lại đã thành thân rồi. Ha ha, nhất định nhất định, hứa tiên nghe Ngô Ngọc Liên nũng nịu, trong lòng vã mồ hôi lạnh, cười ha ha đáp ứng cho có lệ. Xong lại thầm nói, đến cai giam á, đóa hoa đào này mình cũng không dám dính vào đâu ngô trưởng quỹ giữ hứa tiên ở trong tiệm uống trà thật lâu hàn huyên mãi rồi mới để hứa tiên về nhà ra khỏi tế nhân đường ngô ngọc liên đứng ở cửa lưu luyến không rời nhìn bóng lưng hứa tiên lúc chưa hứa tiên tán dóc cùng mấy người ngôn ngữ hài hước làm cho thiện cảm nàng đối với hứa tiên càng ngày càng tăng mãnh liệt ngọc liên đừng nhìn nữa hắn đã thành thân rồi ngô phu nhân nhìn bộ dạng lưu luyến của nữ nhi đành mở miệng khuyên nhủ con biết Ngô Ngọc Liên nhẹ giọng than thở, con cũng không có nghĩ tới. Mẹ, mẹ không cần lo lắng. Ừ, vậy thì tốt, Ngô Phu Nhân gật đầu. Trong lòng cảm thán nữ nhi đã trưởng thành rồi, đối mặt nam tử yêu tú khó tránh khỏi động tâm, nhưng không đến nỗi bị lún sâu vào không dứt ra được là tốt rồi. Lúc này trời đã gần tối, hứa tiên đi trên đường cái, thấy không ít người cùng ùn ùn kéo về một hướng, hơn nữ ăn mặc chỉnh tề, nàng có chút nghi hoặc cho nên cản lại một cô nương khách khí hỏi cô nương xin hỏi mọi người đang định đi đâu thế vội vã như vậy tiểu ca là người vùng khác mới tới sao cô nương kia nhìn khuôn mặt hứa tiên tuấn tú cho nên thái độ không tồi không có trách hứa tiên ngăn cản nàng làm lỡ thời gian phải cô nương thật là tuệ nhãn như đuốc ánh mắt tinh tường hứa tiên cười hắc hắc vì cô nương bật cười sau đó mới nói tiểu ca là người nơi khác tới cho nên không biết hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày hội hoa đăng. Tất cả mọi người đều đang vội đi xem hội hoa đăng đó, hơn nữa. Hơn nữa có thể thả đèn, nói tới đây, trên mặt vị cô nương hiện lên một chút ngượng ngùng. Hứa tiên lập tức hiểu ra, chập chật, đây là thời cơ tốt nhất để tài tử giai nhân ghép thành đôi A. Các giai nhân thả đèn, còn các tài tử đối diện thì đi vớt đèn. Có thể đi xem đại hội tương thân nguyên kết nguyên vị thế này, trong lòng hứa tiên bắt đầu nhộn nhạo rồi nói lời cảm ơn với vị cô nương kia, hứa tiên tăng nhanh bước chân đi về nhà. Quyết định nhanh chóng ăn cơm rồi cùng tiểu bạch tiểu thanh đi hội hoa đang chơi. Hứa tiên về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Hắc hắc, dê nướng đủ loại của ta, ta tới rồi đây. Hứa tiên trực tiếp chạy tới hậu viện, nhìn qua thấy trong hậu viện bầy một cái bàn, phía trên bàn đặt vài cái khay đựng những miếng thịt dê cắt nhỏ đã nướng xong, bên cạnh còn có chút thức ăn. Tiểu Thanh đang lật nướng số thịt dê còn lại trên giá, Bạch Tố Trinh thì lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Hiển nhiên hai người đang đợi nàng về cùng ăn, trong nháy mắt, Hứa Tiên có một loại cảm giác ấm áp của gia đình. "Ta đã về." Hứa Tiên cực kỳ hưng phấn hô lên, đi qua liền đặt mông ngồi xuống, "Tiểu Thanh đừng nướng nữa, nhanh ăn xong rồi chúng ta đi xem hội hoa đăng, rất náo nhiệt, người nhất định sẽ thích." "Hội hoa đăng?" Tiểu Thanh ngừng lại động tác trong tay, nghi hoặc hỏi thật ra thì nên gọi là đại hội tương thân, hắc hắc. Đi xem rồi sẽ biết, nhanh lên nhanh lên, hứa tiên thúc giục, ăn dư thì để lại lát nữa trở về ăn tiếp. Cứ như vậy, sau bữa cơm hứa tiên liền hò hét mang theo hai người ra ngoài. Vừa ra cửa quả nhiên thấy rất nhiều người còn đang đi nhanh về phía hội hoa đăng. Hứa tiên lôi kéo bạch tố trinh cùng tiểu thanh vội vàng đuổi theo. Càng đi càng thấy náo nhiệt, đến bờ sông lại thêm tiếng người ồn ào, dõi mắt nhìn đâu cũng là người. Giữa sông còn có các thuyền hoa nhỏ xuôi dòng, phía trên treo đủ loại hoa đăng đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt. Phía trước, trên cầu cũng đứng không ít người, hai bên đường phố treo đầy đèn lồng, trên đèn lồng đều có câu đố chữ, đoán đúng sẽ có phần thưởng. Thật khó nha, dù sao ta cũng đoán không được. Đi, chúng ta đi bờ sông xem thả hoa đăng đi. Hứa Tiên tùy ý nhìn câu đố trên đèn lồng rồi nhún vai nói. Nàng đối với đố chữ quả thật không có chút thiên phú nào. Lúc ở hiện đại, công viên có mở thêm trò đoán chữ nhưng nàng một câu cũng đoán không trúng. Chỉ có cha nàng lợi hại, thường xuyên đoán được, cầm một đống phần thưởng trở về, nào là bàn chải, kem đánh răng, bột giặt, vân vân. Hứa Tiên có chút hăng hái nhìn chúng nữ tử thả đèn hoa đăng bên sông, bờ bên kia có không ít nam tử kiếm chân chờ đợi, đôi mắt trông mong nhìn sang bên này, kỳ vọng vớt được đèn ý trung nhân của mình thả. Bên này chúng nữ tử xấu hổ mang theo chút e lệ nhìn bờ bên kia hy vọng ý trung nhân của mình có thể vớt được đèn các nàng thả. Hứa tiên thấy vậy tâm ngứa ngáy, cũng muốn thử, vì thế chạy đi mua đèn hoa đang nhét vào trong tay Bạch Tố Trinh, tiểu Bạch, người ở đây thả đèn, ta đi sang bờ sông bên kia vớt. Nhớ kỹ nha, chờ ta sang đến bên kia rồi, mới được thả. Cũng đừng cho kẻ khác vớ bờ vớt được. Hứa tiên nói xong không đợi Bạch Tố Trinh có phản ứng, liền chen chúc đi lên cầu hình vòm, tới bờ bên kia. Bạch Tố Trinh đứng được tại chỗ, Ánh mắt rơi vào hoa đăng trong tay, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt rất là bất đắc dĩ. Tiểu Thanh cũng nhìn hoa đăng trong tay Bạch Tố Trinh, do dự nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, huynh thật muốn thả sao? Thật muốn theo nàng ta hồ nháo à?" "Hết cách rồi, nàng cao hứng là được." Bạch Tố Trinh thản nhiên nói. Đôi môi Tiểu Thanh khẽ nhúc nhích, định nói gì đó, xong cuối cùng cũng không có mở miệng. Mà quay đầu nhìn bờ sông đối diện, tìm kiếm thân ảnh hứa tiên. Lúc này hứa tiên vừa xuống cầu, đang hưng phấn muốn chạy đến bờ sông, thì có một đám người bỗng nhiên kéo tới đông đúc làm chật trội hẳn đi. Không ít người xô đẩy nhốn nháo, trong miệng cũng kêu gào mắng trời loạn cả lên. Hứa tiên cũng bị chen chúc, nhưng lại bóp thật chặt túi tiền của mình. Phản ứng đầu tiên của nàng trong hoàn cảnh này là có kẻ cố ý gây loạn để nhân cơ hội trộm tiền. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn